Nguyên Phụ Yipi. Tôm đang còn sống nhá. Tôm đang sống 3 con ạ. Hai cái càng đại chứ. Đang vừa về. Rất là anh Doan. Doan Phụ Yipi. Càng. Càng rất là to. Càng hai tay rất to và đều. Nhưng quẩy tay rất là đều. Nên là hai tay rất là đều. To rất đều. Cái càng này kẹp phạt này. Bỏ tay vô kìa. Nguyên Phụ quẩy tay rất là đều. Nên là càng rất là đều. Hai càng rất là đều. Thử nhá, thử phạt nhá. Con sắp chết rồi anh. Chưa chết. Con bên tế phải hơn. hai cây này kẹp gồm nữa không để nó hai cây.